Cuộc sống ở bên Nhật ấy nó không đúng, nên là bắt đầu mình mới có cái suy nghĩ là lúc đấy là mình nhớ lại và anh ấy nói với mình là cái nghề này là nó theo mình rất là lâu, có thể là 50 tuổi, 60 tuổi mình cũng vẫn có thể làm được, không nó không như những lúc đầu ấy thì mình có định hướng là đi Nhật, nhưng mà sau đấy mình cũng suy nghĩ cũng đắn đo. Tại vì mình đi 3 năm thì mình chỉ kiếm được khoảng độ ví dụ 400-500 triệu là nhiều. Nhưng mà sau đó mình về mình làm cái gì? Thế là mình cũng phân vân, nên là cũng chưa biết như thế nào. Nhưng mà sau đó mình quyết định đi học tóc, nhưng mà mình không học ở, chưa học ở chỗ anh. Mình vào Sài Gòn mình học thì cái môi trường ở trong đấy với lại cái kiểu ngôn ngữ với lại con người nó không hợp. Thế là mình lúc đấy, trước đấy là mình đã trao đổi với anh, cũng có anh em nói qua rồi, nhưng mà lúc đấy anh Tường lại chưa mở cửa hàng. Thế là mình mới gọi điện về cho anh. Thì lúc đấy vừa đẹp là vừa vừa lúc đấy là anh ấy mở cửa hàng xong, thì anh bảo về với anh, về rồi anh dạy nghề cho, rồi anh làm cho anh. Thế là lúc đấy mình bắt đầu ở trong Sài Gòn ra, thì lúc đấy là hình như là gần vào 34 1 tháng 5 hay sao ấy. Thực ra anh là một con người thoải mái. Mọi người đến, kể tất cả học viên đến đây học đều biết, một con người thoải mái, nhiệt tình. Mình không chỉ học được từ Tóc Nam đâu, mà mình còn học được nhiều điều của anh. Mà từ lúc mình làm, học đến lúc làm cho anh là tới giờ là hơn 3 năm. Cho đến bây giờ mình cảm thấy là mình thật may mắn khi mà có một người thầy thật sự là nhiệt huyết, không những là một người thầy mà còn một người anh, như một anh em trong gia đình, như một người anh trai luôn. Mình nói chung là thật may mắn khi gặp được một người như anh. Thực sự là các em nó đến đây nó như một cái duyên đấy. Anh em không hề hứa hẹn với nhau cái điều gì trước đó, mà đến với nhau nó rất là duyên. Đấy, anh em gặp nhau rất là duyên. Và cái lúc mới đầu mà gặp em Trung ấy, thì Trung là một khách hàng của mình, cũng là một người em cùng quê. Đấy, anh em cũng đồng hương. Thì mình làm việc tại một cái cửa hàng cắt tóc nam ở Nguyễn Đan Ninh ấy, thì em nó cũng có tới cắt, nhưng anh em nó là khách hàng nhưng mình không biết em nó là ai cả. Xong đến khi mà em nó thanh toán tiền ấy, em nó nhận mình thì thực sự là rất là vui. Anh em đồng hương mà đi làm xa mà gặp nhau mà trò chuyện rất là vui. Thế thì trong cái quá trình mà anh em cắt tóc cho nhau thì bắt đầu trao đổi về công việc, thì mình trước đó thì mình cũng biết em nó cũng đi làm một số công việc tại Hà Nội làm khung tranh. Thế thì em nó cũng muốn cho cái tương lai nó tốt hơn thì em nó cũng quyết định đi học tiếng Nhật, đi lao động xuất khẩu. Đi học tiếng Nhật thì một thời gian không hiểu sao em nó lại không học nữa, không đi lao động xuất khẩu nữa. Thì em nó vào Sài Gòn học tóc cũng vào một thời gian, rồi chả hiểu sao cũng không hợp môi trường đó, được gọi điện cho mình. Thì lúc đó mình mở hàng rồi, sau về mình hướng dẫn cho em ấy cắt tóc, rồi chia sẻ cho em rất nhiều, nhiều thứ. Thì thực sự là em nó cũng không phải là một người có cái định hướng ngay từ ban đầu đấy, nhưng mà em nó đã làm rất tốt hơn 3 năm nay, thì thực sự là tay nghề đến bây giờ rất là tốt rồi. Thì sắp tới cái cơ sở 2 của Tường, trong tháng giữa tháng 4 này thì mình sẽ mở cơ sở 2 của Tường tại ngã ba Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định. Thì mình em đó sẽ là người đại diện tại cơ sở 2 và phát triển bây bờ tại quê hương Giao Thủy lên, để cho mọi mang đến cho mọi người những cái mới mẻ nhất về cái ngành tóc nam, cho mọi người biết được à bây bờ là gì. Bây bờ là một cái cửa hàng tóc chuyên nam với nhiều những cái kỹ thuật mới và những cái phong cách mới, những cái con người tự do thoải mái và đậm chất gia đình, không gian thoải mái, và mang đến cho tất cả quý ông những dịch vụ tốt nhất. Các bạn cùng đón chờ nhé.